Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Dù ai buôn bán gần xa, nhớ ngày giỗ tổ tháng 3 mùng 10. Thời đại văn lang với nền văn hiến rực rỡ gần 5.000 năm luôn là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Những nghiên cứu gần đây nhất với những sử liệu cổ xưa và các hiện vật còn sót lại được khai quật, chúng ta đều biết rằng nền văn hiến văn lang của người Lạc Việt ấy là hoàn toàn có thật. Rất nhiều câu hỏi và đến nay hậu thế vẫn còn nghi hoặc. Trong đó câu hỏi, chỉ có 18 đời vua Hùng mà cai trị những 2.622 năm là được nhắc đến và gây tranh cãi nhiều nhất. Con người từng sống đến gần nghìn tuổi, các vua Hùng thọ tới 400 năm. Một trong những văn bản cổ về triều đại này là cuốn Ngọc Phả Hùng Vương do Hàn Lâm Trực Sĩ Học Nguyễn Cố soạn năm Hồng Đức Nguyên Niên năm 1470, thời vua Lê Thánh Tông. Theo Ngọc Phả, các vua Hùng đều sống rất thọ, thường vài trăm năm, vua Hùng thứ hai thậm chí sống đến 420 năm. Con số này quả thật khó tin đối với con người hiện đại. Ngọc Phả gồm 21 tờ, 42 trang chữ Hán, tổng cộng gần 10.000 chữ. Không chỉ nêu rõ vương hiệu, công tích của từng đời vua Hùng mà còn ghi chép cả tuổi thọ, số năm trị vì của các vị. Trong đó, tất cả các vua Hùng đều sống rất thọ, nhiều vị sống từ 2 đến 300 năm. Ngôi báu của Hùng Vương được truyền qua 18 đời. Vua Hùng đầu tiên là Kinh Dương Vương ở ngôi 215 năm, thọ 260 tuổi. Con trai ngài là Lạc Long Quân, vị vua thứ hai của triều đại Hùng Vương, hiệu Hùng Hiền Vương, là người có tuổi thọ dài nhất, 420 tuổi, ông ở ngôi 400 năm. Vua Hùng thứ ba, Hùng Quốc Vương, có tuổi thọ bằng ông nội, 260 tuổi, trị vì 221 năm. Đời tiếp theo là Hùng Việt Vương, Ngọc Phả không ghi tuổi, chỉ nói ngài ở ngôi 300 năm. Đời thứ năm là Hùng Hy Vương ở ngôi 200 năm. Một trong những vua Hùng có tuổi thọ khiêm tốn nhất, theo Ngọc Phả, là đời thứ 6 Hùng Huy Vương, chỉ 100 tuổi, ở ngôi 87 năm. Bù lại, con trai ngài, vua Hùng thứ 7, người mà mọi con dân Việt Nam đều biết với cái tên Lang Liêu, lên ngôi hiệu Hùng Chiêu Vương, lại cai trị đất nước Văn Lang suốt 200 năm. Ngoài ra, còn các vị vua khác không được nêu rõ tuổi thọ, nhưng thời gian trị vì cũng trên dưới một thế kỷ. Đời thứ 8, Hùng Vĩ Vương ở ngôi được 100 năm. Đời thứ 9, Hùng Định Vương ở ngôi 80 năm. Đời thứ 10, Hùng Uy Vương ở ngôi 90 năm. Đời thứ 11, Hùng Trinh Vương ở ngôi 107 năm. Đời thứ 12, Hùng Vũ Vương ở ngôi 96 năm. Đời thứ 13, Hùng Việt Vương ở ngôi 105 năm. Đời thứ 14, Hùng Anh Vương ở ngôi 99 năm. Đời thứ 15, Hùng Triều Vương ở ngôi 94 năm. Đời thứ 16, Hùng Tạo Vương ở ngôi 92 năm. Đời thứ 17, Hùng Nghị Vương ở ngôi 160 năm. Đời thứ 18, Hùng Tuyền Vương ở ngôi 115 năm. Trong khi đó, cách đây mấy nghìn năm tuổi thọ trung bình của con người rất thấp. Ngay cả các vua chúa đời sau được ghi chép trong chính sử cũng có tuổi thọ rất khiêm tốn. Một nghiên cứu cho thấy tuổi thọ trung bình của các vua chúa Việt Nam tạm tính dựa trên 90 vị có số liệu về tuổi thọ là 44,2 năm và số trường hợp sống qua 60 tuổi chỉ chiếm 12%. Tuy nhiên, niên đại của các vua Hùng và triều đại kéo dài suốt 26 thế kỷ vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Một số học giả cho rằng chỉ có 18 đời vua Hùng thì không thể cai trị suốt hơn 2.600 năm như thế. Tuổi thọ của con người làm sao có thể kéo dài đến mấy trăm năm? Phải chăng sự tích các vua Hùng cần phải có lý giải khác khả tính hơn chăng? Con người là hậu duệ của thần. Chúng ta hãy bắt đầu từ lúc khai tổ, sinh ra vị vua đầu tiên của nước Nam là Đế Minh, cháu ba đời của Viêm Đế Thần Nông. Đế Minh có con trai đầu gọi là Đế Nghi ở phương Bắc. Sau khi đi tuần du xuống phương Nam, đến núi Ngũ Lĩnh thì gặp nàng Vũ Tiên thần nữ, sinh ra con trai đặt tên là Lộc Tục. Lộc Tục thông minh thánh trí, vượt trội hơn tầm của Đế Nghi nên rất được lòng vua cha. Vì thế, Đế Minh muốn truyền ngôi cho Lộc Tục cai quản cả thiên hạ phương Bắc và phương Nam. Thế nhưng, Lộc Tục lại không phải người tham quyền cố vị nên từ chối để nhường cho anh. Thế là, Đế Minh quyết định lập Đế Nghi là vua phương Bắc, còn Lộc Tục xưng làm Kinh Dương Vương, trở thành vua phương Nam. Nước ta lúc ấy gọi tên là Xích Quỷ. Trong lúc Kinh Dương Vương đem quân đi về phía Nam, trên đường ngắm xem phong thủy, chọn nơi hình thế thắng địa để đóng đô,
qua đất Hoang Châu, vùng Nghệ An Thanh Hóa ngày nay, thì chọn được một vùng phong cảnh tươi đẹp, núi non hùng vĩ, gọi là núi Hùng Bảo Thiếu Lĩnh. Tất cả có 99 ngọn là núi Ngàn Hống ngày nay. Tại đây, vua gặp được thần Long Tiên Nữ, con gái vua Hồ Đồng Đình. Sau đó cả hai đã kết mối lương duyên, Kinh Dương Vương lập thần Long làm hoàng hậu. Tuy đô thành Hoang Châu lập xong chưa được bao lâu, nhưng Kinh Dương Vương vẫn chưa thấy thỏa lòng với Long Mạch, dường như chưa phải là tốt nhất, chưa xứng làm kinh đô cho con cháu muôn đời. Thế là vua tuần du khắp nơi. Khi đến xứ Sơn Tây thì thấy một nơi địa hình đồi non chập trùng, sông đẹp, núi lạ. Vua nhận ra khí mạch của vùng này bắt nguồn từ trên núi Côn Lôn đi xuống, khí thế hùng tráng và vô cùng quý báu. Thế cục của đất này quý đẹp hơn đô thành cũ ở Hoang Châu, bèn lập một cung điện ở núi Nghĩa Lĩnh để thỉnh thoảng ngự giá đến nghỉ, để tiện cho việc trị lý quốc gia. Kinh Dương Vương dựng hẳn một đô thành đặt tên là Phong Châu bên núi Nghĩa Lĩnh. Một thời gian sau, Hoàng hậu Thần Long có mang, khắp nơi hiện điềm lành, toàn cung điện rực ánh sáng đỏ, trong trướng hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Hoàng hậu nghỉ trong trướng ngọc khoảng 10 ngày thì sinh ra hoàng tử, quý là Sùng Lãm, sau còn gọi là Lạc Long Quân. Long Quân bẩm sinh tư chất phi thường, tự có khí tượng đế vương, sau lập làm hoàng thái tử. Lúc đó tuy đã có kinh đô mới, nhưng phần lớn thời gian cuối đời Kinh Dương Vương vẫn chỉ ngự ở cụ đô Hoang Châu. Khi hoàng thái tử đã lớn, vua phái ngài ra ở tại đô thành núi Nghĩa Lĩnh thay cha làm việc nước. Kinh Dương Vương ở ngôi 215 năm, sau nhường ngôi cho Lạc Long Quân, rồi ông đi đâu không ai biết. Có lẽ Kinh Dương Vương đã đắc đạo thành tiên, và cũng giống như cha mình, Lạc Long Quân sau này cũng thế. Có thể thấy, các vị vua hùng đều là hậu duệ của thần, hướng về tu luyện đắc đạo thành tiên. Do đó, việc họ có thể sống thọ lên đến hàng trăm năm, thậm chí cao hơn cũng không có gì huyền hoặc. Không chỉ Việt Nam, trong lịch sử của các quốc gia trên thế giới cũng từng nhắc đến con người vào các thời đại trước, sống thọ đến kinh ngạc. Trung Quốc, Bành Tổ thọ 800 tuổi. Trong quốc ngữ và sử ký đều ghi chép rằng, thời Ngũ Đế, có một lão nhân sống đến 800 năm mới lìa trần. Ông là Bành Tổ, cháu sáu đời của vua Chuyên Húc. Bành Tổ đã chứng kiến triều đại vua Nghiêu Thuấn, rồi đến nhà Hạ, cho tới khi kết thúc thời nhà Thương. Đến tận năm 767 tuổi, ông vẫn còn rất khỏe mạnh. Các danh nhân nổi tiếng như Khổng Tử, Trang Tử, Khuất Nguyên, Cát Hồng đều thể hiện sự ngưỡng mộ Bành Tổ thông qua các tác phẩm của mình. Người xưa rất coi trọng nhân, lễ, nghĩa, trí tính, thà chịu mất mạng chứ quyết không vì danh lợi hay điều gì khác mà bóp méo sự thật hay sửa đổi sử sách. Do vậy, từ góc độ lịch sử, có thể nói tính xác thực trong câu chuyện trường thọ của Bành Tổ là có cơ sở. 10 vị tộc trưởng trong Kinh Thánh. Theo Kinh Thánh, trong lịch sử cổ đại, có 10 vị tộc trưởng từng sống rất lâu trên trái đất trước khi cơn đại hồng thủy quét qua. Adam 930 tuổi, Seth 912 tuổi, Enos 905 tuổi, Kenan 910 tuổi, Mahalaleel 895 tuổi, Jared 962 tuổi, Enoch 365 tuổi, nhưng không chết mà được Đức Chúa Trời đưa đi, Methuselah 969 tuổi, Lamech 777 tuổi và Noah 950 tuổi. Và lúc Noah được 600 tuổi, Đức Chúa Trời đã khai thị cho ông xây dựng một chiếc thuyền lớn bằng gỗ phủ nhựa đường để bảo vệ ông và gia đình, cũng như các loài động vật trước trận đại hồng thủy sắp diễn ra. Ông qua đời sau trận lụt 350 năm, ở tuổi 950. Có thể thấy, nhiều nguồn tư liệu lịch sử khác nhau đã mô tả con người từng có tuổi thọ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Nhưng con người ngày nay không thể sống lâu đến thế. Một số học giả tin rằng con người trước đây có thể đã từng thọ đến hàng ngàn năm, nhưng tới thời điểm sau nạn hồng thủy, vì đạo đức trở nên xuống cấp nên Chúa Trời đã rút ngắn tuổi thọ của họ lại. Như trong Sáng Thế Ký chương 6 tiết 3 từng chép, Đức Giê-hô-va phán rằng: "Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn, trong điều lầm lạc loài người chỉ là xác thịt, đời người sẽ là 120 năm mà thôi."